Tôi có thể kết hôn với anh ta. Câu này nói tiếng Việt thì nghe nó hơi dài dài xíu, nhưng nói chung là nó không có vấn đề, các bạn vẫn hiểu đúng ý của tác giả. Nhưng bây giờ nếu các bạn dịch ra tiếng Anh thì các bạn sẽ dùng cái ngữ nào? Còn bạn nào tham gia nữa không? Tham gia nữa cho vui, để mình đếm sầu riêng mình phát thôi. Kỳ này là cân ký sầu riêng, chắc là phải dùng cân mà người ta cân voi á, cân mấy con voi á. Người bạn mà viết câu này trong tiếng Việt đó, rồi người bạn đó dịch ra tiếng Anh đó, thì người bạn đó dùng cái ngữ này: I can get married to him. Các bạn nghĩ là câu này đúng hay sai? Và nếu mà sai thì sai chỗ nào? Ở câu này đó thì nó có liên quan tới phần vấn đề văn hóa, có nghĩa là ở Việt Nam mình hơi khác với nước ngoài một chút, cho nên cái câu này có thể các bạn sẽ gặp hơi gặp vấn đề một chút. Mình gợi ý thêm một chút xíu nha, cái người mà nói câu này thì chắc chắn phải là nữ rồi đúng không? I can get married to him, thì cái người mà nói câu này chắc chắn phải là nữ rồi, không thể nào là nam được. Nam thì mình ở nam người nam thì ở Việt Nam mình chưa có vấn đề đó ha. Không, cái người bạn này là nữ, cà chua, cho nên mình lướt qua vấn đề đó nha. Câu này có vấn đề ở chỗ đó là cái ngữ get married. Cái ngữ get married, người ta không có dùng get married to. Chữ get married người ta chỉ dùng cho đứng một mình thôi, chứ không có dùng get married to. Rồi một cái tân ngữ phía sau. À, câu này để cho hiểu cho rõ đó, các bạn phải nên hiểu như thế này. Cái động từ marry đó là gì? Là động từ marry đó là động từ kết hôn đó, là cưới đó. Nó là một động từ ngoại động từ, đúng không? Transitive verb là một ngoại động từ, nghĩa là nó cần một cái tân ngữ. Nếu mà động từ marry nó đứng một mình như vậy đó nha, động từ như vậy đó thì nó sẽ cần có một tân ngữ. Nhưng nếu như các bạn dùng cái chữ get married đó thì lúc này nó không có còn là một động từ nữa, mà cái chữ get married tới đây đó thì nó lại trở thành một cái tính từ. Động từ get là động từ ha, chữ get là động từ, chữ marry ở đây đó nó lại đóng vai trò là một tính từ chứ không còn là một động từ nữa. Và cái ngữ get married đó nó không có cần một cái tân ngữ phía sau, nó không có chữ to ở phía sau và nó không cần tân ngữ phía sau, nó chỉ dùng là chữ get married là xong rồi. Thì chữ get married có nghĩa là kết hôn, là đám cưới thôi, không có phải là kết hôn ai hay là đám cưới với ai, mà chỉ dùng cái nghĩa là kết hôn hay là đám cưới thôi. Nếu như các bạn muốn dùng cái nghĩa là đám cưới ai, kết hôn ai đó, thì các bạn sẽ dùng chữ marry rồi cộng cái tân ngữ phía sau. Ví dụ câu này: Tom married Jane 5 years ago, là Tom đã cưới Jane, kết hôn với Jane 5 năm trước, đúng không? Thì cái chữ marry đây đó nó là động từ ha, ngoại động từ thì nó cần tân ngữ là chữ Jane, là đúng rồi. Nhưng nếu các bạn đổi ngược cái câu này lại đó, các bạn dùng cái chữ Jane marry Tom được không? Jane đã cưới Tom 5 năm trước. Được, đúng không? Được, tại vì tiếng Việt mình á, thì mình quan niệm á, là đàn ông là cưới phụ nữ chứ không có phụ nữ nào đi cưới đàn ông. Trâu đi tìm cọc chứ cọc không đi tìm trâu, đúng không? Đúng, nhưng tiếng Anh á thì người ta lại dùng như vậy. Các bạn coi phim mà lãng mạn của Mỹ hay là của Hàn Quốc thì các bạn thấy rất nhiều người đàn ông đó cầm chiếc nhẫn, đúng không? Quỳ gối xuống. Quỳ gối xuống, run run đưa chiếc nhẫn lên, hỏi người phụ nữ là gì? Will you marry me? Đâu có phải là will I marry you đâu. Không phải là anh có cưới em được hay không, mà người ta sẽ hỏi là em có đồng ý làm vợ anh hay không. Mình dịch ra tiếng Việt là như vậy, nhưng mà cái câu tiếng Anh đó thì người ta lại dùng cái nghĩa từng từ dịch ra tiếng Anh đó là gì? Là em có muốn cưới anh hay không? Đó, thì người ta vẫn dùng cái người nữ đi cưới người nam, chứ không phải là chỉ có nam đi cưới nữ không. Cho nên cái đó đó các bạn dịch, nhiều khi các bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì các bạn thấy có cái vấn đề chỗ đó, cho nên các bạn có đổi lại. Nhưng thực ra đó thì tiếng Anh người ta vẫn dùng như vậy nha, chữ marry đó nam hay nữ gì làm chủ ngữ cũng được hết. Thì câu này nó là như vậy.
Nên nếu như các bạn muốn dùng cái chữ marry ở đây đó, các bạn muốn chỉ cái hành động kết hôn, một người kết hôn một người khác á, mà có tân ngữ đó, thì các bạn chỉ dùng chữ marry thôi. Còn nếu các bạn dùng chữ kết hôn mà không có tân ngữ đó, thì các bạn dùng chữ get married. Động từ này là động từ kết hôn nha. Chữ marry hay chữ get married đó, nó đều mang nghĩa là kết hôn, là đám cưới. Vậy bây giờ mình hỏi các bạn, cái ngữ mà to be married, cái ngữ này nghĩa là gì? Hồi nãy là chữ get đúng không? Get married. Bây giờ thì không dùng chữ get mà dùng chữ be, động từ to be married. Thì các bạn dịch cái ngữ mà to be married này là nghĩa là gì? Đúng rồi, là trạng thái đã kết hôn chứ không phải single. Nhưng mà mình có cái cách nào dịch hay hơn chút xíu không? Chứ mình giờ mình nói là mình không có nói cái câu là anh ta đang ở trong trạng thái đã kết hôn, nghe nó kỳ. Nghe giống như là máy tính nói vậy, anh ta đang ở trong trạng thái đã kết hôn. Mình có cách nào khác không? Đúng rồi, đã có gia đình, đã có gia đình thì nó đã có chồng, đã có gia đình thì nghe nó tổng quát hơn. Bởi vì mình có thể dùng cái ngữ này cho người đàn ông cũng được. Người đàn ông thì không có chồng ha, ở mấy nước khác mình không nói, mình nói Việt Nam đi, người đàn ông thì mình nói là đã có gia đình được rồi, phụ nữ thì mình nói là đã có gia đình hay đã có chồng đó. Thì mình dịch ngữ là đã có gia đình đó thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đúng rồi, đã kết hôn. Cái chữ mà đã, khi mà bạn 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 Jojo mà dịch cái chữ mà đã kết hôn đó, thì nó lại giống như là cái chữ Mary, tức nghĩa là tôi đã kết hôn. Thì bây giờ mình ví dụ cái câu này, các bạn sẽ hiểu rõ một chút nè. Ví dụ câu này: Tom married Jane 5 years ago. 5 năm trước đó thì sao? Thì Tom đã cưới Jane rồi. Nếu như cái câu này mình dùng chữ chữ get married đó, thì mình sẽ dùng ngữ tương tự: Tom and Jane got married 5 years ago. Thì cái chữ, các bạn thấy chữ got married đó ở đây nó không có tân ngữ ha, cho nên mình dùng cái chữ Tom và chữ Jane tạm làm chủ ngữ luôn. Có nghĩa là hai người này cùng thực hiện cái hành động get married. Và nó là 5 năm trước cho nên mình chỉ quá khứ đơn. Nghĩa là gì? Là 5 năm trước hai người này kết hôn làm đám cưới với nhau. Và bây giờ nếu như mình muốn nói to be đó, thì nó sẽ là gì? Là cái tình trạng đó, cái tình trạng hiện giờ đó, là hai người này vẫn còn đang có gia đình. Không không có be ở đây nữa nha, không có be ở đây nữa, nó là they are married. Được rồi. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là cái sự thay đổi đó, cái trạng thái 5 năm trước đó thì sao? 5 năm trước là hai người này cái trạng thái của họ là gì? Trạng thái của họ là độc thân. Lúc đó thì cái hành động đám cưới, hành động kết hôn đó, nó xảy ra và cái trạng thái của họ thay đổi. Trạng thái của họ thay đổi, nó chuyển từ độc thân qua kết hôn, là qua có gia đình đó. Cho nên hiện giờ đó, các bạn dùng động từ to be ha. To be married là các bạn chỉ về cái trạng thái, chứ các bạn không chỉ về cái hành động kết hôn. Bởi vì hành động kết hôn hiện giờ nó đâu có xảy ra đâu, đúng không? Nó đã xảy ra từ 5 năm trước rồi. Và bây giờ cái chữ married đó, to be married ở đây đó, là các bạn chỉ về cái trạng thái là hiện giờ họ là người đã có gia đình, họ là người đang có gia đình, chứ họ không có phải là đang kết hôn. Cho nên các bạn thấy động từ married đó, term married Jane đó, thì các bạn chia quá khứ đơn. Hay là dùng chữ got married đó, thì các bạn cũng chia quá khứ đơn luôn. Nhưng mà động từ to be ở đây đó, nó chỉ về cái trạng thái hiện giờ, chứ nó không chỉ về cái hành động kết hôn, nên nó dùng ở hiện tại. Các bạn có phân biệt được cái điều đó không? Các bạn có thấy được cái trạng thái và cái hành động nó khác nhau? Có nghĩa là cái trạng thái mà có gia đình á, nó bắt đầu 5 năm trước và hiện giờ nó cũng còn đang bắt nó cũng cũng còn đang diễn ra. Đúng rồi Danny, khi mà các bạn dùng cái ngữ to be married đó, thì các bạn có thể dùng chữ to được. Nếu mà get married đó, thì không có to nha, không có to object. Nhưng mà nếu mà to be married đó, thì lại có to. Nghĩa là câu này mình có thể viết lại là Tom is married to Jane and Jane is married to Tom. Tom đó là người đã có gia đình với Jane và Jane là người đã có gia đình với Tom. Thì lúc này mình không dịch nghĩa là kết hôn nha, mà mình dịch nghĩa là có gia đình. Tôi đã không có một cái công việc hồi năm rồi, là năm rồi tôi bị thất nghiệp đó ha. Năm rồi tôi bị thất nghiệp, thì các bạn thấy rõ ràng last year ha. Và động từ have ở đây đó, động từ have ở đây nó là chia quá khứ đơn và nó dạng phủ định, cho nên mình dùng chữ did not. Sau đó thì mình nói là tôi tìm được một công việc vào tháng 1 này,
tức như là tháng 1 vừa rồi đó, tháng 1 của năm nay đó, thì bây giờ là tháng 4 rồi đúng không? Thì các bạn nói là tôi tìm được công việc hồi tháng 1, thì động từ find nó sẽ là chia quá khứ đơn là found. Câu này cũng đơn giản đúng không? Bởi vì nó là hành động đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc, cho nên mình dùng chữ found là quá khứ đơn của động từ find. Mình mới đặt tới cái câu tiếp theo đó là I have a job now. Hiện giờ tôi có công việc. Các bạn thấy cái sự thay đổi của thì không? Hồi năm rồi đó tôi không có việc làm, tức nghĩa là lúc đó trạng thái của tôi là không có việc làm đúng không? Trạng thái của tôi là thất nghiệp. Nhưng rồi đó, một hành động xảy ra hồi tháng 1 là hành động tìm thấy công việc nó xảy ra. Và cái hành động nó xảy ra đó nó thay đổi cái trạng thái của tôi. Trạng thái từ thất nghiệp chuyển sang có việc làm. Cho nên động từ have ở đây đó mình chia ở hiện tại là bởi vì hiện tại mình có việc làm. Có nghĩa là cái trạng thái ha, trạng thái từ thất nghiệp nhờ một hành động xảy ra nó thay đổi trạng thái trở thành có việc làm. Cho nên các bạn thay đổi cái thì nó là như vậy. Nó tương tự với câu trên, câu này thì nó đơn giản một chút bởi vì động từ have á, nó giống nhau. Nên các bạn thấy rõ hơn cái tình huống.